Bạn mới 17 bàn thắng được ghi. Họ thi đấu không? Không ai nghĩ là đội tuyển Bồ Đào Nha lại có thể giành được chiến thắng trước đội bóng đã. Tài năng cũng là cầu thủ. Cơ hội dành cho đội tuyển. Cơ hội dành cho đội tuyển Iran. Rất nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại thì đội tuyển Busan Kazakhstan cú sút tốt về phía đội tuyển Iran. Cơ hội. Và kỹ thuật bằng chân của thủ thành Higuita. Người đã thủ môn Higuita cũng lên rất cao. Bị bỏ lỡ. Higuita cú sút rất căng. Vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cao thủ cận. Và sẽ chờ đợi những diễn biến hấp dẫn. Lại là một nỗ lực dứt điểm nữa của Higuita. Nguy hiểm. Môn của đội tuyển Kazakhstan sẽ phải rất cẩn trọng trong những pha dâng cao tấn công của mình. Chuyền hay quá Mani. Không được. Abasi. Quá ngơi. Oklahoma Abasi. Pha cứu thua là cú đi đầu từ thứ 9. Saed Ahmad đi đầu từ thứ 9. Saed Ahmad Abasi vẫn chưa thể trở lại sân đấu. Đá có lúc nguy hiểm. Rất kỹ thuật nhưng không vào. Vẫn đá có lúc nguy hiểm. Rất kỹ thuật nhưng không vào. Vẫn không vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp.